Thưa quý vị và các bạn, nằm trong khuôn khổ tuần lễ sự kiện thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Bến Tre, ngày 11 tháng 5 tại huyện Châu Thành, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa thể thao du lịch tỉnh Bến Tre và Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tổ chức hội thảo liên kết xúc tiến thương mại du lịch tỉnh Bến Tre gắn với vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bến Tre là địa phương có tiềm năng phát triển các loại hình du lịch như tâm linh, sinh thái, làng nghề, văn hóa lịch sử. Doanh thu du lịch tăng bình quân 23% một năm, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch được đầu tư trên 113 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh tập trung đầu tư tôn tạo di tích văn hóa lịch sử gắn với phục vụ du lịch với nguồn vốn hơn 175 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 67 điểm du lịch, trong đó có 15 điểm thu hút trên 10.000 lượt khách đến mỗi năm. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, ngành du lịch của tỉnh trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng. Sau năm 2025, du lịch chiếm từ 8 đến 10% GRDP của tỉnh, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tuy nhiên, theo nhận định, ngành du lịch của địa phương còn hạn chế, chủ yếu về cơ sở hạ tầng xã hội như hệ thống giao thông, nước sạch ở các vùng nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch, nguồn nhân lực du lịch chưa chuyên nghiệp, chương trình liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh thành trong khu vực còn mang tính tự phát. Một trong những nhóm giải pháp được các chuyên gia và doanh nghiệp du lịch đề xuất tại hội thảo là tập trung đẩy mạnh công tác tiếp thị, quảng bá, tạo bộ phận, nhận dạng thương hiệu như xây dựng website cấp độ quốc tế, liên kết, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức các sự kiện du lịch trong năm. Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản phẩm mới, xây dựng khu phức hợp vui chơi giải trí cao cấp phục vụ du khách, thiết lập con đường ẩm thực. Ngoài ra, những giải pháp về phát triển nguồn nhân lực cũng như vấn đề bảo vệ môi trường, quản trị công và hợp tác cũng được thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhằm tạo tiền đề để phát triển du lịch bền vững. Bến Tre của chúng ta là có cái đặc thù, đó là cái vùng đất, do cái thổ nhưỡng đất và cái vùng đất nên bà con trồng dừa rất nhiều, diện tích trồng dừa rất lớn. Chính vì vậy mình có thể phát triển từ cái đặc thù của mình, từ cái đặc trưng rất của mình phát triển thành cái thương hiệu về dừa. Thì ngoài ra những cái giải pháp khác liên quan như là giải pháp liên quan đến môi trường, bảo vệ môi trường, bởi vì khác phát triển du lịch thì phải phát triển gắn với cái phát bền vững, và liên quan đến cái việc mà chúng ta tổ chức quản trị và đặc biệt là gắn kết, bởi vì cái địa bàn Bến Tre chúng ta có cái vị thế rất là quan trọng và gắn kết với những cái địa điểm du lịch khác ở cái vùng đồng bằng sông Cửu Long, thì sẽ tạo cho Bến Tre một cái lợi thế là chúng ta sẽ thu hút cái lượng khách du lịch rất là đông. Du lịch Bến Tre nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung có nhiều khả năng kết nối tour tuyến với thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, để khai thác, phát huy thế mạnh, cần tăng cường liên kết, hợp tác, phân công và hỗ trợ nâng cấp điểm du lịch, hình thành các tour mang tính liên tỉnh, liên vùng, đồng thời phát triển sản phẩm mang tính đặc trưng gắn với tài nguyên sinh thái miệt vườn. Song song đó, phải chú trọng tăng cường xúc tiến quảng bá, bảo tồn và phát huy sản phẩm du lịch truyền thống. Đặc biệt cần có sự quan tâm của nhà nước trong việc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp về kinh phí và định hướng phát triển. Theo tôi thì những ý kiến tại hội thảo nó mang tính gợi mở. Vấn đề bắt tay vào thực hiện mới là quan trọng. Do đó chúng tôi sẽ tổ chức nhiều cái đoàn khảo sát hơn nữa, phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bến Tre, để doanh nghiệp người ta có thể tiếp cận với những cái điểm đến, và từ đó sẽ phối hợp với doanh nghiệp địa phương để nâng chất điểm đến và hình thành những cái sản phẩm. Thì tôi nghĩ là bước đi này nó cần có những phần việc cụ thể, và ở góc độ Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi rất muốn các địa phương lân cận Thành phố Hồ Chí Minh của mình có nhiều cái sản phẩm hấp dẫn phục vụ cho du khách. Khi đó chúng tôi sẽ làm tốt cái vai trò trung tâm của mình, kết nối du lịch vùng và liên vùng. Hội thảo cũng đã nghe ý kiến đề xuất của doanh nghiệp lữ hành nhằm chọn lựa những sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu phát triển hiện nay, từ đó cùng trao đổi thương mại, xây dựng kế hoạch liên kết, đầu tư, hợp tác, phát triển, xứng với tiềm năng thế mạnh của địa phương thời gian tới.